Trước kỳ điều hành giá xăng thì nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Nội đồng loạt treo biển thông báo là hết xăng khiến người dân thủ đô chật vật đi tìm chỗ đổ xăng trong tối ngày 31 tháng 10. Và diễn biến này khiến cho người tiêu dùng tại thủ đô à, loay hoay mãi mới có thể tìm được chỗ đổ xăng cho phương tiện của mình. Chỉ cách một ngày là đến kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên trong tháng 11, Bộ Công Thương Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu mới áp dụng trên thị trường. Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội đồng loạt thông báo hết xăng đang chờ hàng về, khiến cho người dân phải dắt bộ xe máy đi vòng qua mấy cửa hàng nhưng không mua được xăng. Theo một nhân viên cửa hàng, nhân viên nhận ca không có hàng để bán, chưa biết khi nào xăng về. Một quản lý cây xăng khác cũng cho hay, hết xăng là do không nhập được nguồn từ phía trên, do tình trạng nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đăng biển hết hàng nên khiến số lượng khách hàng dồn đến các cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimax tăng bất thường, xe máy, ô tô xếp hàng chờ đến lượt được mua xăng.